Chào mừng tất cả anh chị em đến với khóa học chuyên sâu làm video ngắn, video marketing lần thứ 9, khóa M9 của chúng ta. Mọi người đang cần cái phương tiện để mọi người đạt được cái điều mình muốn. Chúng ta cần phải xây dựng cho mình một hình tượng chuyên gia cho cá nhân. Mình phải biết rõ ràng khách hàng của mình là ai. Chả biết cho ai cả, chả biết nói cái gì, bất cứ cái gì trên video, trên live stream. Khi mà trong đầu mình là một cái đầu rỗng tuếch, khi kéo qua tay này, những cái điểm tối này nó sẽ thành màu ảo luôn này. Tăng sáng đồng nghĩa việc là phải tăng tương phản. Video marketing giúp cho chúng ta xây dựng cho mình một cộng đồng khách hàng tiềm năng không giới hạn, quản trị cảm xúc, đó là cái mà em cần. Chưa từng ai làm chắc chắn nó là thành hiện tượng. Mình rất tâm đắc câu não cũng phải được ăn. Ấn tượng nhất là về cái cách mà thầy phải làm video, nó rất cuốn hút. Xin chào, hẹn gặp lại và mơ mười.